Bốn chiếc xe màu đen này là của cảnh sát. Họ đang hộ tống một tù nhân đến phiên tòa ngày hôm nay. Không biết người này mắc tội gì, nhưng nhìn đoàn xe và số người hộ tống anh ta đến tòa án, cũng có thể đoán được anh ta có vai trò vô cùng quan trọng. Khi đoàn xe gần đến nơi, thì anh ta có vẻ như không giữ được bình tĩnh vì lo sợ. Helen, cảnh sát phụ trách vụ này đã lột trùm mặt của anh ta ra và trấn an anh ta rằng cô cam đoan sẽ bảo vệ an toàn cho anh ta bằng mọi cách, nên anh ta không việc gì phải lo lắng cả. Có được lời động viên của Helen, tâm trạng anh ta cũng tốt hơn. Khi đoàn xe dừng lại ngay trước cửa tòa án, lúc Helen phụ trách đưa tù nhân vào bên trong, thì một lực lượng hùng hậu cảnh sát đã tạo thành một vành đai bao vây bên ngoài. Tuy nhiên, lúc đó có một kẻ lạ mặt bắn một phát đạn vào trúng đầu tù nhân, khiến anh ta ngay tại chỗ trước sự bất lực của cảnh sát. Ở một diễn biến khác ở trong tù, người đàn ông này là Noah, anh ta đang hàng ngày bóc lịch để được ra ngoài gặp con trai. Anh ta tên là Ray, từng là một bác sĩ nhưng vào tù vì tội giết chết 3 người. Niềm vui hàng ngày của anh ta là ngắm ảnh cậu con trai bé nhỏ và gấp những con vật bằng giấy. Hôm nay, Ray đón tiếp một vị khách mới đến thăm mình, đó chính là Helen, cô cảnh sát xuất hiện ở đầu phim. Helen mang đến một tấm hình của một người tên là Mulder, hỏi anh ta có biết người này không. Ban đầu, Ray nói mình không biết người này là ai. Helen nói rằng đây là đại ca của một băng đảng mới nổi lên hiện nay. Hắn thông minh, hoạt động có tổ chức và trong 2 tuần vừa rồi đã có 2 thanh niên trẻ tuổi vì hắn mà chết. Sau khi Helen nói vậy, thì Ray cũng không biết vì sao mà cô lại đến tìm mình để làm gì và mình thì có liên quan gì đến người này. Helen nói rằng cô đến đây với mục đích là muốn anh kết thúc những việc làm mà Mulder đang gây ra cho những thanh niên trẻ. Cô muốn anh thâm nhập vào băng đảng của Mulder vì anh có mối quan hệ khá tốt với một kẻ trong băng đảng này. Nghe những điều này, Ray lập tức từ chối. Thế nhưng nữ cảnh sát cũng không bỏ cuộc. Cô nói rằng đây chính là cơ hội cho anh được ra ngoài và làm lại cuộc đời cũng như gặp lại con trai mình. Chỉ cần Ray đồng ý tham gia vào nhiệm vụ này thì anh sẽ được trả tự do. Ray biết nếu nhận lời thì đồng nghĩa với việc sẽ đi đôi với mạo hiểm vô cùng, vì thế anh đã không nhận lời ngay mà chọn cách trở lại phòng giam của mình. Đêm đó khi Ray đang ngủ thì bị quản giáo gọi dậy và đưa đến một phòng giam khác. Đó là nơi ồn ào và không được thoải mái như phòng giam ban đầu. Ray không hiểu mình bị mắc lỗi gì mà lại bị đẩy vào đây, nhưng trước thắc mắc của mình, Ray không nhận được bất kỳ câu trả lời thỏa đáng nào cả. Sáng hôm sau, khi đang ở trong phòng, Ray bị một nhóm mấy tù nhân khác đến quấy nhiễu. Chúng liên tục mang đồ đạc của anh ra phá phách, trêu tức, thậm chí chúng còn lôi ảnh của con trai Ray ra để chế giễu. Tuy nhiên, Ray cũng không muốn gây chuyện cho nên trước những hành động của mấy tên nhãi danh đó, Ray dù rất tức giận, nhưng anh vẫn cố nuốt cục tức vào trong, chờ cho chúng phá chán thì bỏ đi. Đến giờ gọi điện cho người thân, Ray đã gọi cho vợ cũ để mong cô ấy cho anh nói chuyện với con trai một lát, nhưng có vẻ như vợ cũ không muốn điều đó. Sau một hồi thuyết phục thì anh cũng được nói chuyện với cậu con trai của mình, nhưng có vẻ như cậu bé cũng không mặn mà lắm với cuộc gọi của một ông bố đang thụ án trong tù. Ray mới chỉ nói được 2 từ thì đầu dây bên kia đã chỉ còn là những tiếng tút tút. Không những vậy, trong lúc anh đang cố nói chuyện với con thì mấy tên phá anh lúc sáng lại cứ đứng ngoài cửa làm ồn. Không muốn sống những ngày tháng vô vọng như thế này nữa, cũng không muốn con trai mình một ngày không biết mình là ai. Thế là Ray đã quyết định chấp nhận lời đề nghị của Helen. Khi thấy Ray đồng ý với đề nghị của mình, thì nữ cảnh sát cũng lập tức trao cho anh ta quyết định tạm tha. Trước khi ra tù, Ray cũng làm một việc là trước đó là lấy lòng được Adir, một tay đàn anh ở trong tù, cũng là người điều hành băng đảng trong nhà giam này. Để thu hút sự chú ý của Adir, Ray đã lợi dụng lúc 2 phạm nhân cũng là đàn em của Adir đứng gần đó không chú ý. Chỉ trong chốc lát, 2 gã cao to đã bị Ray hạ trong vòng một nốt nhạc. Rất nhanh, khả năng của Ray đã được Adir chú ý. Hắn hẹn anh đến một điểm vắng cùng mấy gã đàn em định xử lý Ray. Tuy nhiên, việc này nằm trong ý đồ của Ray nên anh đã không lấy gì làm lo lắng. Khi Adir định cho bọn đàn em xử lý Ray vì tội đánh người của mình, thì Ray đã nói rằng anh có đặc quyền được đi lại tự do ở trong tù nên anh có thể sẽ giúp được cho chúng vài việc có ích. Nghe Ray nói vậy, Adir không ngần ngại mà chớp lấy cơ hội. Hắn giao cho Adir một nhiệm vụ, đó là xử lý một gã mà bọn chúng không muốn gã nhìn thấy ánh mặt trời vào ngày mai. Ray không ngần ngại mà đồng ý, thế là tranh thủ lúc được ra ngoài tự do đi lại các dãy nhà trong tù. Thế là chớp thời cơ đó, Ray đã nhanh chân lẻn vào phòng của gã này và chỉ trong tích tắc, anh đã xử lý xong gã mà không bị ai phát hiện. Sau vụ việc này, Ray đã được thả ra ngoài. Do lấy được sự tín nhiệm của Adir nên khi ra ngoài, Ray được giới thiệu ngay với người của băng đảng Murdo. Và thanh niên đầu tiên mà Ray làm quen được đó chính là Adir.
Sau khi kiếm được một căn hộ thuê để ở tạm, Ryan đến chỗ vợ cũ để làm việc gặp cô ấy với mong muốn mau chóng được gặp lại cậu con trai mà mình ngày đêm mong nhớ. Tuy nhiên, vì cuộc gặp bất ngờ không được báo trước nên vợ cũ anh đã không vui vẻ cho lắm. Cô ấy hiện giờ đã kết hôn với một người khác và họ sắp có con chung, nhưng những gì trước kia mà Ryan đã gây ra vẫn chưa thể khiến cô ấy quên được. Vợ cũ muốn đuổi Ryan về vì cô ấy vẫn chưa sẵn sàng nói chuyện với Ryan sau tất cả mọi chuyện và cô cho rằng con trai của Noah cũng không muốn gặp anh lúc này. Tuy nhiên, chờ đợi bao nhiêu năm, hôm nay mới có cơ hội ra ngoài, Ryan không muốn phải chờ đợi thêm nữa. Anh đã ra sức thuyết phục vợ cũ cho mình được thấy con trai. Trước thái độ thành khẩn và chân thành của anh, cuối cùng vợ cũ cũng mủi lòng mà cho anh thấy con. Cậu bé giờ đây đã lớn và rất thích chơi đá bóng. Thấy con trai nhưng chỉ được nhìn con từ xa khiến cho Ryan vô cùng buồn. Nhưng trong tình thế như bây giờ, có lẽ chưa phải là thời điểm tốt để anh gặp con. Tối hôm đó, Ryan đã có buổi gặp gỡ đầu tiên với người của Murdo. Chúng biết Ryan là người được Adia giới thiệu, nhưng khi Ryan vừa lên xe đã bị một tên đàn em dùng dây siết cổ. Tên còn lại là Jimmy, kẻ thân tín của Murdo, dùng súng cảnh cáo nếu như anh vào đây có ý đồ gì thì chúng sẽ không ngần ngại mà cho anh ăn vài viên kẹo đồng. Ngày hôm sau, Ryan đến một bảo tàng và gặp Helen để nhận nhiệm vụ. Nữ cảnh sát đưa cho Ryan một vài thiết bị nghe lén để anh dùng khi xâm nhập vào băng đảng của Murdo. Sau khi có được đồ nghề trong tay, Ryan về nhà và nghĩ cách giấu món đồ vào người sao cho bọn chúng không phát hiện ra. Sau đó anh được chúng đưa đến hang ổ của mình, đó là một căn phòng tối tăm đúng chất của dân xã hội đen. Trước khi vào trong, bọn chúng bắt anh cởi hết áo ra cho chúng kiểm tra. May mắn mấy thiết bị nghe lén đã được Ryan giấu kín đáo nên bọn chúng không phát hiện ra điều gì khả nghi. Ở đây có một người đang bị thương mà Ryan lại là một bác sĩ nên bọn chúng đưa anh đến đây để chữa cho người này. Jimmy liên tục ra lệnh cho Ryan làm theo ý hắn ta. Nếu như anh có ý đồ gì thì hắn sẽ không để cho anh được yên thân. Vừa nói, hắn vừa chĩa súng vào đầu của Ryan để săn đe. Biết là sẽ không thể nào cứu người được nếu cứ bị kẻ khác làm ồn như vậy. Thế nên Ryan bắt hắn ngậm miệng lại, nếu không anh sẽ không thể nào thực hiện ca phẫu thuật được. Thấy Ryan nói vậy, Jimmy nóng máu định cho anh chàng thăng thiên luôn. May mắn, Murdo đã ra tay giải vây cho anh. Hắn chính là đại ca của băng đảng này. Hắn ra lệnh cho bọn đàn em ra ngoài như Ryan yêu cầu, còn hắn sẽ ở lại vì người bị thương là anh trai hắn. Mặc dù bỏ nghề đã lâu, nhưng sau một hồi thao tác, Ryan cũng đã thành công lấy được viên đạn trong đùi của bệnh nhân ra ngoài. Việc Ryan cứu được anh trai của Murdo khiến hắn ta vô cùng cảm kích anh. Ngày hôm sau, Ryan được chính thức đến gặp con trai tại nhà vợ cũ. Đó là lần đầu tiên hai cha con gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách, nên cuộc gặp cũng có phần gượng gạo. Cậu bé được gọi xuống để gặp Ryan, nhưng do hai cha con không thường xuyên gặp gỡ và nói chuyện, vì vậy mà tình cảm của con với anh cũng không có nhiều, chỉ nói được mấy câu là cậu bé đòi đi lên phòng. Ryan thấy vậy mặc dù có chút hụt hẫng, nhưng anh vẫn cố gắng tranh thủ lần gặp gỡ này để được ở bên con lâu hơn. Anh lên phòng chơi cùng con và hướng dẫn cậu bé chơi đồ chơi bác sĩ khiến cậu rất thích thú. Nhờ thế mà khoảng cách hai cha con cũng gần nhau hơn. Những ngày sau đó, Ryan đã dần thân quen hơn với người của Murdo. Không lâu sau đó, Murdo đã dẫn anh đi giao dịch cùng mình. Lần này, bọn chúng đến gặp gỡ và bàn bạc với Boba, kẻ đứng đầu băng đảng khác. Thế nhưng có vẻ như tên Boba này thích gây chuyện hơn kiếm tiền, nên chưa gặp nhau, hắn đã khiêu khích người của Murdo, làm hai bên suýt chút nữa lao vào hỗn chiến. Nhưng Murdo là kẻ thông minh, vì vậy hắn đã thu xếp được mọi chuyện. Mấy hôm sau, bọn chúng có một chuyến hàng, số hàng đó được giấu trong mấy chậu hoa. Ryan được giao nhiệm vụ chuyển số hàng đó đi. Trước khi đi, Jimmy không quên cảnh cáo Ryan nếu làm hỏng chuyện của bọn chúng thì chúng sẽ không để cho anh được yên. Thế nhưng khi Ryan chưa kịp mang số hàng đi thì anh đã bị người của Boba đến cướp và mang số hàng đó đi. Chúng đánh cho Ryan đến bất tỉnh dưới đất. Anh biết khả năng cao mình sẽ bị mất số hàng này. Khi bọn chúng rời đi, Ryan nhanh tay gọi điện cho Helen nhờ cô xác định vị trí chiếc xe của bọn chúng. Từ đó anh sẽ lần theo mà lấy lại số hàng đã bị mất. Sau khi lần theo vị trí của định vị, cuối cùng Ryan cũng đến được hang ổ của Boba. Bọn chúng thấy anh thân cô thế cô đến, lúc đầu còn tỏ ra khinh thường, nhưng lợi dụng sự chủ quan đó, Ryan đã lập tức khống chế được Boba khiến chúng phải nôn ra số hàng trắng mà chúng vừa cướp được của anh. Sau khi có được số hàng trong tay, Ryan lôi theo Boba ra ngoài một đoạn, sau đó mới thả hắn ra rồi chạy thoát. Khi bị chặn hai đầu, anh không ngần ngại leo lan can và nhảy luôn xuống dưới. Vừa chạy, anh vừa hạ luôn mấy tên đàn em của Boba. Khi xuống được dưới đường, Ryan cướp luôn chiếc mô tô của một người gần đó và leo lên phóng như bay. Phía sau là hàng loạt viên đạn bay vèo vèo, nhưng may mắn Ryan không bị trúng viên nào. Thấy anh bỏ chạy, bọn chúng cũng cho người lên ô tô đuổi theo. Chúng vác cả hàng nóng cỡ lớn chiến lại với Ryan, thế nên khi vừa chạy được một đoạn, xe của Ryan đã bị chúng bắn nổ tung. Vụ nổ cũng thu hút sự chú ý của cảnh sát nên chúng không dám ở lại mà chuồn sớm. Nhờ vậy, Ryan đã thoát một kiếp nạn. Sau khi từ cửa tử trở về cùng số hàng, bọn đàn em của Murdo rất ngạc nhiên khi anh bị người của Boba cướp mất hàng, nhưng chỉ với một mình anh cũng có thể cướp lại được số hàng đó. Để chứng minh những gì mình nói là thật,
Wright không ngần ngại đưa cho chúng khẩu súng của mình để chúng tùy ý xử lý. Thấy những hành động và việc làm của Wright thì Murdo đã hoàn toàn bị anh chinh phục. Hắn rất tin tưởng vào Wright. Ngày hôm sau, cậu thanh niên AD đã tìm đến Wright nhờ anh lấy lại số hàng giúp mình. Cậu ta nói rằng cậu ta đi giao hàng nhưng lại bị chúng cướp mất. Giờ đây không dám vác mặt về gặp Murdo vì nếu biết bị mất tiền, hắn có thể sẽ cho người lột da cậu ta. Cậu ta không biết nhờ cậy ai nên cuối cùng tìm đến Ray, dù rất tức AD vì cậu ta làm mất hàng nhưng cuối cùng cũng không lỡ ngồi nhìn cậu ta bị Murdo xử lý. Thế là cả hai đến chỗ của tên cướp hàng AD. Chỉ bằng một chiêu bẻ cổ duy nhất, Ray đã bắt hắn nôn ra số tiền mà hắn muốn nuốt không của AD. Những ngày sau đó, dù vẫn tiếp tục làm nội gián cho cảnh sát, Ray cũng không quên dành thời gian cho con trai. Anh dẫn cậu bé đi chơi để cha con gần gũi hơn. Khi hai cha con nói chuyện, con hỏi có phải anh đã ở tù. Anh làm việc xấu nên mới bị vào đó. Trước những câu hỏi của con, Ray không giấu giếm mà chọn cách thừa nhận. Thế nhưng khi cậu bé hỏi sau này anh có vào lại đó không, câu hỏi của cậu bé khiến anh nhận ra mình từng là phạm nhân, từng làm việc xấu. Nếu bây giờ tiếp tục phạm pháp, có thể sẽ lại phải vào đó một lần nữa. Nó khiến anh thức tỉnh và lo sợ. Anh không muốn tiếp tục công việc này nữa. Anh không muốn nhúng tay vào chốn giang hồ gió tanh mưa máu nữa. Thế là ngày hôm sau, Ray hẹn gặp Helen và đưa cho cô số thẻ nhớ, ghi lại tất cả những gì anh có được từ khi xâm nhập vào băng của Murdo. Anh cũng thông báo với Helen là anh không muốn tiếp tục công việc này nữa, anh muốn rút lui. Tuy nhiên, nữ cảnh sát đã không cho anh cơ hội đó. Cô nói rằng đây chính là cơ hội để anh xóa đi vết nhơ trong quá khứ, để sau này có cái mà tự hào với con mình rằng là mình đã làm được việc tốt. Việc anh đang làm hiện giờ là giúp làm sạch cho xã hội, để bọn chúng không còn lợi dụng những thanh niên làm con mồi chết thay cho chúng được. Nếu anh dừng lại mọi việc ở đây thì công của mọi người sẽ không còn gì cả. Trước những lời động viên của Helen, anh lại suy nghĩ và tiếp tục kế hoạch của họ. Ngày hôm sau, Ray và bọn đàn em của Murdo lại được giao nhiệm vụ mới, đó là đi giao hàng ở một nơi gần siêu thị. Lúc này, cảnh sát Helen cũng đang theo dõi họ ở bên ngoài. Khi cả bọn đi dạo một vòng siêu thị thì chúng đã có hàng ở trong tay và đang chuẩn bị vào xe rời địa điểm. Đột nhiên, nhóm của Ray bị tấn công bất ngờ. Vì không có sự chuẩn bị từ trước nên họ đã bị tấn công. Ngay lập tức, anh mở cửa chạy ra ngoài và lôi theo cậu thanh niên AD ra cùng mình để chạy trốn khỏi sự truy sát của bọn chúng. Cả hai chạy vào trong siêu thị. Helen bên ngoài xe theo dõi chứng kiến cảnh này nên cô đã chạy theo họ vào bên trong. Lúc này, Ray và AD chạy vào đến kho hàng của siêu thị, sau đó cả hai tách nhau ra cho dễ bể trốn thoát. Lúc này, Helen cũng đuổi theo được vào trong, anh và cô đã chạm mặt nhau. Cả hai tranh thủ nói vài câu nhưng không may, việc này đã bị AD nấp ở gần đó chứng kiến hết. Sau sự việc này, bang của Murdo bị thiệt hại một người. Đó là người thân tín của hắn nên hắn không dễ dàng bỏ qua chuyện này. Hắn và Jimmy nghi ngờ có kẻ nào đó đã bán thông tin ra bên ngoài nên bọn chúng mới bị lộ. Để điều tra vụ này, Murdo bắt Tom, một thanh niên chuyên giao hàng cho mình, cũng là một trong những người giao hàng cho mình lần này ra tra khảo. Để bắt tên này khai ra lý do việc giao dịch vừa rồi bị lộ, hắn và Jimmy đã lôi cậu ta đến một nhà kho, sau đó đóng kín cửa lại. Lần này chúng gọi theo Ray vì đã có sự nghi ngờ về Ray bởi chúng biết khi họ chạy vào siêu thị đã có một nữ cảnh sát chạy theo nhưng Ray lại không bị bắt đi. Dù cho Ray nói rằng mình đã trốn thoát được nhưng bọn chúng có vẻ không tin lắm. Lần này chúng cho Ray đi cùng để lấy khẩu cung cũ cũng là để dằn mặt anh. Bọn chúng trói Tom vào chiếc ghế, sau đó lấy nước sôi đổ vào tay cậu ta. Chúng bắt Ray giữ chặt để cậu ta không dễ dụa được. Nước sôi bỏng rát khiến cho Tom không ngừng dãy giụa, nhưng cậu ta vẫn không khai ra bất cứ điều gì. Thấy không moi ra được gì từ Tom, bọn chúng lại đun thêm một ấm nước sôi khác và lệnh cho Ray bóc mồm cậu ta để đổ nước sôi vào. Tom vì quá đau đớn và sợ hãi không chịu được nên cuối cùng đã khai ra. Tom nói rằng bọn chúng bắt cóc mẹ mình và ép mình làm cho chúng, nếu không chúng sẽ giết mẹ cậu ta. Không còn cách nào khác nên Tom mới đành phản bội lại anh em. Tom liên tục cầu xin sự tha thứ nhưng bọn chúng không để vào tai những lời cậu nói mà tiếp tục tra tấn Tom cho đến khi không còn ra hình người nữa mới thôi. Ray chứng kiến tất cả sự độc ác của bọn này nhưng hiện giờ anh cũng đang trong tầm ngắm của bọn chúng nên không dám manh động, chỉ có thể im lặng làm theo. Sau đó chúng cho bọn đàn em mang Tom đi thủ tiêu. Biết được điều này, Ray rất đau khổ và lo sợ có ngày sẽ bị bọn chúng phát hiện và trừng phạt như Tom. Sự lo lắng của anh đã không thừa. Ngay sau khi điều tra Tom, bọn chúng đã tiếp tục nhắm đến AD, cậu thanh niên đã đi cùng Ray hôm đó. Murdo đến gặp trực tiếp và uy hiếp AD, khiến suýt chút nữa cậu ta đái ra quần. Vì quá sợ hãi nên cuối cùng AD cũng khai ra sự việc mà cậu ta thấy khi ở trong siêu thị. Đó là lúc Ray bị một nữ cảnh sát chặn lại, nhưng sau đó anh không bị cô ta bắt mà còn được thả ra. Để củng cố cho sự nghi ngờ của mình, Murdo đã đưa ra tấm ảnh cho AD xác nhận. Sau khi biết chính xác Ray là nội gián, chúng đã bắt đầu kế hoạch trả đũa Ray, nhưng anh lại không hề biết việc này. Ray vẫn đang cùng con trai có những giờ phút vui vẻ, hạnh phúc bên nhau. Cả hai đã cùng nhau chơi nhiều trò khác nhau. Đó có thể là những ngày tháng hạnh phúc mà rất lâu rồi Ray mới có lại được.
Tối đó, hai cha con đang trên đường về, cả hai đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng nhiên một chiếc xe tiến sát lại gần xe của Ray và bất ngờ bắn vào Noah. May mắn, Ray phát hiện sớm nên chúng không bắn được vào con trai của anh, nhưng sau đó chúng cũng không bỏ đi ngay mà tiếp tục tìm cách muốn bắn chết cả hai. Ray vội vàng dồ ga đạp số, bẻ lái thành công trốn thoát sự truy sát của bọn chúng. Sau khi con trai trở về từ cõi chết, Ray nhận ra rằng bọn chúng đã phát hiện ra anh là nội gián và là người đầu tiên hướng đến để trả thù không phải là anh mà là người anh yêu thương nhất chính là Noah, con trai của anh. Tuy nhiên, chúng không biết rằng con trai chính là giới hạn cuối cùng của Ray. Chúng có thể làm gì anh cũng được, nhưng khi đã động đến Noah thì anh không thể ngồi yên được nữa. Trước khi chúng làm hại Noah, anh cần hành động trước. Nghĩ là làm, Ray lập tức gọi điện báo cho Helen biết mình bị lộ. Ray đã bị người của Murdo tấn công bất ngờ và anh đã bị đánh bất tỉnh. Sau khi bọn chúng bắt anh về giao cho Murdo, sau khi Ray tỉnh lại thì bọn chúng đã trói anh trong căn nhà kho, nơi mà chúng chuyên dùng để tra tấn những kẻ làm trái ý bọn chúng. Khi Murdo và Jimmy định ra tay, Ray đã cởi được dây trói và thoát ra phản công lại. Cả hai lao vào đấu tay đôi. Lúc đầu Jimmy chiếm ưu thế, nhưng sau đó Ray đã lội ngược dòng cho hắn ta ăn hành ngập mồm. Tuy nhiên đến cuối cùng, Ray lại bị mất ưu thế. Anh bị Jimmy dồn đến đường cùng. Khi hắn định nổ súng thì bất ngờ anh chàng AD xuất hiện sau lưng hắn. Anh ta muốn Jimmy để cho Ray một con đường sống, thế là anh đã cướp được khẩu súng và bắn chết Jimmy tại chỗ. Khi rắn mất đầu thì bọn đàn em của chúng cũng như ong vỡ tổ. Ray lệnh cho mấy thanh niên trở về nhà ngay lập tức nếu không muốn chịu chung số phận như Murdo và Jimmy. Cuối cùng, Ray bước ra, đằng sau là tiếng còi cảnh sát cũng vang lên. Cái chết của Murdo và Jimmy cũng đồng nghĩa với việc nhiệm vụ mà Ray và Helen thỏa thuận đã hoàn thành. Sau nhiệm vụ này, Ray có thể sẽ được trở lại cuộc sống bình thường, dành thời gian sau này để quan tâm đến con, cũng như bù đắp những thiệt thòi mà con trai anh vì anh phải gánh chịu. Bộ phim mang đến cho chúng ta thông điệp, cha mẹ có thể không phải là người tuyệt vời nhất, nhưng họ sẽ luôn dành cho bạn những điều tốt đẹp nhất mà họ có. Vâng, bộ phim cũng kết thúc ở đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị và các bạn. Hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ tụi mình nhé. Thích phim review, xin chào và hẹn gặp lại các bạn.